Hello, xin chào các bạn, hôm nay các bạn khỏe không? Cảm ơn các bạn đã đến channel Nhịp Sống Cali nhé. Hôm nay là thứ ba, ngày 1 tháng 9, 2020. Hiện bây giờ là mình đang ở thành phố San Jose, California. Bây giờ là mình đang trên đường chạy đi làm nha các bạn. Sẵn đó mình chạy đi làm đó, rồi mình quay luôn cái đường cái cho các bạn coi cái tình hình hiện bây giờ nó ra làm sao ở thành phố San Jose, Cali. Dưới mình muốn chia sẻ luôn cho các bạn mấy cái số ca nhiễm mới với mấy cái số người chết mới của cái dịch COVID-19. Ok, bây giờ là toàn thế giới là có hơn 25.900.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 861.000 người. Cái đó là toàn thế giới nha các bạn. Rồi bây giờ mình chia sẻ cho các bạn mấy cái nước mà có nhiều ca nhiễm với nhiều người chết đây. Hiện bây giờ vẫn đứng đầu là USA, United States of America, là bên Mỹ nha các bạn. Hiện bây giờ bên Mỹ là có hơn 6.200.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 188.000 người. Đứng nhì là Brazil. Hiện bây giờ có hơn 3.900.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 122.000 người. Đứng ba là India. Hiện bây giờ có hơn 3.700.000 ca nhiễm. Hơn 66.000 người đã chết. Đứng tư là Russia. Hiện bây giờ là có hơn 1 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 17.000 người. Peru có hơn 657.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 29.000 người nha các bạn. Rồi bây giờ mình muốn chia sẻ luôn cho các bạn nước Việt Nam. Nước Việt Nam hiện bây giờ là có 1.044 ca nhiễm. Tất cả người chết là 34 người. Nha các bạn, bên Việt Nam bây giờ cũng tăng lên rồi đó. Cái số ca nhiễm nó lên với cái số người chết nó cũng tăng lên nha các bạn. Các bạn nhớ cẩn thận, ra ngoài đường cẩn thận nha. Nhớ đeo khẩu trang, đứng xa xa. Tránh mấy cái chỗ nào mà đông nha các bạn. Tại vì mình không có biết được, mình đi... mình đứng gần người ta quá là bị lây rồi, mất công lắm, mà bị nhiễm nữa, mất công lắm nha các bạn. Ok, bây giờ mình chia sẻ cho các bạn mấy cái tiểu bang ở bên Mỹ mà có nhiều ca nhiễm với nhiều người chết. Hiện bây giờ vẫn đứng đầu là tiểu bang California, là Cali nha các bạn. Hiện bây giờ Cali là có hơn 716.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là 13.165 người. Đứng nhì là Texas. Hiện bây giờ có hơn 647.000 ca nhiễm. 13.061 người đã chết. Đứng ba là Florida. Hiện bây giờ có hơn 631.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là 11.379 người. New York có hơn 467.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là 33.039 người. Georgia có hơn 272.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là 5.733 người. Illinois có hơn 238.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là 8.273 người. Arizona có hơn 202.000 ca nhiễm. 5.044 người đã chết. North Carolina có hơn 170.000 ca nhiễm. 2.778 người đã chết. Rồi chia sẻ Alabama có hơn 127.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là 2.200. Michigan có hơn 113.000 ca nhiễm. 6.767 người đã chết. Đó là mấy cái nước, mấy cái tiểu bang mà có nhiều ca nhiễm với nhiều người chết ở bên nước Mỹ nha các bạn. Rồi bây giờ mình muốn vô tiểu bang Cali, là cái tiểu bang mình đang ở đó. Mình muốn chia sẻ cho các bạn mấy cái county nha các bạn. Hiện bây giờ vẫn đứng đầu là Los Angeles County, có hơn 242.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là 5.829 người. Riverside County có hơn 53.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là 1.026 người. Orange County có hơn 48.000 ca nhiễm. 988 người đã chết. San Diego County có hơn 38.000 ca nhiễm. 688 người đã chết. Fresno County có hơn 25.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là 290 người.
Sacramento County có hơn 18.000 ca nhiễm, 296 người đã chết. Santa Clara County có hơn 17.400 ca nhiễm, 248 người đã chết. Santa Clara County là cái quận mình đang ở nha các bạn. Mình đang ở thành phố San Jose, County Santa Clara. Rồi chia sẻ luôn San Francisco County là có 9.544 ca nhiễm. Tất cả người chết là 83 người. Đó là mấy cái số ca nhiễm với mấy cái số người chết ở bên mấy cái quận ở bên tiểu bang Cali nha các bạn. Các bạn mà muốn biết thêm chi tiết đó, các bạn nhớ lên cái website worldometers.info/coronavirus nhé. Thì mỗi ngày đó mình muốn chia sẻ cho các bạn cái số mới của cái dịch COVID-19 đó. Là tại vì mỗi ngày nó càng lên á, càng tăng lên á. Thì cái số nó khác đó các bạn, thì mình muốn chia sẻ cho các bạn để cho các bạn nào thích theo á, thì theo. Ok. Thì bên Mỹ á, thì nó vẫn cũng nguy hiểm nha các bạn. Cũng loạn, biểu tình, rồi đốt, có nhiều người ta... Người ta đốt mấy cái tiệm rồi đó. Với người ta giết người đồ, ghê lắm. Càng ngày càng không ổn nha các bạn. Bên Mỹ chưa gì hết, chưa hết cái dịch COVID mà bây giờ bị bên Cali bị cháy rồi tùm lum hết. Rồi mấy tiểu bang khác thì người ta phá, người ta biểu tình đồ, người ta đốt, ăn chợ, ăn cắp đồ tùm lum hết á. Tại vì bị cái vụ mà mấy cái ông cảnh sát giết người đó, giết mấy ông Mỹ Đen đó. Bởi vì người ta tức, người ta biểu tình nha các bạn. Ok các bạn, thì hôm nay đó mình muốn chia sẻ như vậy cho các bạn đó. Các bạn nhớ ủng hộ cái channel của mình nhé. Nhớ comment, like, share và subscribe. Kế bên cái nút subscribe đó các bạn, nó có cái chuông đó. Các bạn nhớ bấm cái chuông luôn nhé. Mỗi lần mà mình up cái video nào mới đó, thì nó báo cho các bạn biết, ok? Với mình cũng mới tạo ra cái Facebook mới đó các bạn. Các bạn nào mà muốn làm bạn, các bạn nhớ lên đăng ký làm bạn mình với mình nhé. Cái Facebook tên là Nhịp Sống Cali. Ok các bạn, có gì bữa khác mình gặp sau. Bye bye.